Thủy cho cô chú anh chị xem cái hồ cá nhà Thủy nè cô chú anh chị. Cá chép quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Năm nay Thủy bán cá chép ế cho nên Thủy đem về hồ Thủy thả luôn cô chú anh chị. Cái hồ cá nhà Thủy nè, ồ kinh khủng chưa. Bán ế cô chú anh chị, không có năm nào mà như năm nay luôn cô chú anh chị. Cá chép của Thủy ế ngay luôn. Đẹp ha cô chú anh chị ha. Thôi kệ, năm nay bán ế thì mình về mình thả chơi ha cô chú anh chị. Ôi trời, lỗ rồi. Cá chép nó đi theo đàn cô chú anh chị ơi. Nó ở bên kia không có đâu, bên này một đống luôn. Quá trời luôn cô chú anh chị. Không biết cá tay tượng đồ có ăn nó không ha. Đẹp ha cô chú anh chị. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thủy kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Hôm nay Thủy sẽ quay cây xoài nhà Thủy cho cô chú anh chị nha. Cuối năm Thủy sẽ hái xoài để Thủy bán chân ngũ quả cô chú anh chị. Năm nay cây xoài của nhà Thủy ít trái lắm. Rồi anh Mã anh nói là những trái lớn cô chú anh chị là cô chú anh chị sẽ không có mà chân ngũ quả được. Chân những trái nhỏ thôi cô chú anh chị. Cho nên Thủy mới nói á, là anh Mãi anh hái những trái nhỏ. Còn những trái lớn á, là anh Mãi á, anh để dành gia viên anh hái để anh đem về quầy bắt cho gia đình nhà ảnh nha cô chú anh chị nha. Thủy sẽ quay cho cô chú anh chị xem cái cây xoài nhà Thủy năm nay trái ít lắm. Đây đây nè cô chú anh chị, cây xoài nhà Thủy nè. Thủy sẽ quay một vòng cây xoài cho cô chú anh chị xem nha. Đó, cây xoài nhà Thủy năm nay trái nó rất là ít luôn cô chú anh chị. Anh Mãi anh nói anh để những trái lớn á, để anh đem về bắt, còn những trái nhỏ thì hái để chân ngũ quả ở ngoài đây nữa nè. Đừng có lắc nè. Ồ, tụi con câu cá hả? Đó, cây xoài ở ngoài đường nha cô chú anh chị. Hồi nãy Thủy quay ở trong nhà, giờ ra ngoài đường Thủy quay cho cô chú anh chị xem cây xoài nè. Ồ, ở ngoài trái quá trời luôn nè cô chú anh chị. Nhưng mà cái này là nó ít á, chứ mấy năm là trái của cây xoài nhiều lắm. Mấy năm là cây xoài nó nhiều trái lắm cô chú anh chị. Bây giờ nó có ít trái à, cho nên á Thủy biểu anh Mãi anh hái đem ra chợ để cho cô chú anh chị mua là chân làm ngũ quả. Anh Mãi sợ hái hết trái rồi không có trái đem về bắt. Nhưng mà Thủy nói là từ đây ra Tết á, còn mười mấy ngày nữa, từ đây mùng 10 anh Mãi về anh hái á, là nó sẽ lớn dần. Còn những trái nào mà nhỏ non á, là hái ra cho Thủy bán chân ngũ quả. Đây là cô chú anh chị xem. Đó cô chú anh chị thấy không, qua bên cạnh bên này. À, chị coi nè, trời ơi cái anh này anh câu quá trời cá chép luôn. Cá chép một bữa mà người ta thả hai ba đưa ông táo á, rồi dễ thương hai cô chú chị. Anh giật lên một cái luôn, hồi nãy Thủy quên quay cho cô chú chị coi cái cảnh đó. Đó giờ anh gỡ ra nè. À, rồi cho cô chú anh chị cái em bé này đi tới bỏ vô nè. Nãy giờ mấy con mấy con nè, quay con đây nè cô chú anh chị, dễ thương ha. Đó năm con cá chép lớn nha cô chú anh chị nha. Ở nhà Thủy á, ở ngoài trước có cái bờ kinh nè cô chú anh chị coi nè, để những lúc mà buồn hay là vui thì mình ra đây mình ngắm. Ở một buổi chiều á cô chú anh chị, mấy anh
mấy chú mấy rồi hay ra đây câu cá lắm cô chú anh chị. Đây cho cô chú anh chị xem một vòng buổi chiều của nhà thủy nè. Nè cô chú anh chị, cái nhà của bác bên cạnh mà thủy mua đất á, nhà bác có một cây mai ở ngoài đường nè cô chú anh chị, thấy không, nụ quá trời luôn. Mai mốt mà nó nở thủy sẽ quay cho cô chú anh chị xem nè. Nè ôi nè cô chú anh chị coi, cây mai trồng đất nha, chứ không có trồng chậu. Anh Mã nói á, mai mà trồng ở dưới đất á thì nó sẽ đẹp hơn trồng trong chậu nè, quá trời luôn nè cô chú anh chị. À bác ở gần nhà cho thủy một cây mai mà không có, nó sao nó không có đẹp như nhà chú không? Tại vì là nhà nhà bác trồng ở dưới cái đất này, còn nhà thủy nó bỏ vô trong cái chậu rồi. Thủy cho cô chú anh chị xem đất của những cây mai của nhà chú nè, ở ngoài trước luôn nè cô chú anh chị thấy không? Ồ quá trời đẹp ha cô chú anh chị ha. Đây đó cô chú anh chị thấy không? Những cây mai này nó nở rồi, còn mấy cây mai này búp nó vẫn còn nè, đẹp ha cô chú anh chị. Thủy thích nhà ngày Tết đó là nhà ai cũng phải có cây mai, người nam. Rồi cái hành trình mà anh Mãi hái xoài á, giờ thủy sĩ ra thí coi hàng cho anh Mãi, anh về anh hái xoài. Cái hành trình mà hái xoài thì con thủy sĩ quay lại, thủy sĩ up lên cho cô chú anh chị xem nha. Giờ video của thủy cũng dài rồi, thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, thủy xin ông bà cô chú anh chị cho thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý thủy nhớ đăng ký cho thủy với nha, nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của thủy. Giờ thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại bà cô chú tiếp theo. Bye bye.